làng trên xóm dưới anh trai sông vui đùa. Giờ này anh đã lớn khôn, đêm ngày mơ ước cùng em ta nên đôi vợ chồng. Biểu ngưng lại nghe chưa? Ai cho phép tụi bay kéo màn hát khi quan lớn chưa đến? Kêu cha bầu ra đây biểu coi. Bầu đâu? Ra biểu. Bầu. Đứa nào phá ngoài đó vậy? Đứa nào ra đây là biết liền. Bầu đã phải không? Nè, ai cho phép ông ra kéo màn hát khi quan lớn chưa đến chứ? Hồi nãy quan lớn biểu. Nín. Nghe tôi nè. Khi nào ông bầu phủ đến, tôi ra lệnh mới được kéo màn hát, nghe rõ chưa? Vậy là phải làm theo lệnh của ông. Còn phải hỏi nữa. Ông nha. Tên gì? Thôi khỏi hỏi tên. Cho quân sĩ nhắc bốn cái ghế, hai cái để bên này cho ông lớn bà lớn ngồi, hai cái để bên kia cho cậu Tuấn cô Thanh ngồi. Nghe rõ chưa? Giờ này ghế đặng không có gì hết trơn ở trời. Mấy em ơi, nhắc ghế để mời ông Hữu bà Hữu ngồi, với cậu hai cô Tư hai gì đó ngồi. Thấy tôi tới nhắc ghế mời tôi ngồi ha. Cảm ơn em. Điểu một mình ngồi hai ghế. Cái số Coi đã. Ê, làm hết hồn mày. Ai cho phép mày leo ghế là mày ngồi mày? Ghế ngồi trong lẽ ghế nằm. Nín nè. Hả? Ghế con phủ bà phủ ngồi mày. Ủa vậy hả? Ai biết đâu. Thấy ghế ngồi chứ ai biết đâu. Không cho ngồi bên đây, tôi qua bên kia ta ngồi. Sẵn dữ, thấy ghế tôi leo lên ngồi. La hoài mắt không la hả mày? Mới đuổi kia qua đây ngồi mày. Trời đất ơi, mày đuổi bên kia, chừng nào tao ngồi bên kia mày gây, tao qua bên đây tao ngồi mày cũng gây nó hả? Ghế cậu Tuấn cô Thanh ngồi. Rồi tao ngồi đâu? Gì? Mày ngồi đâu hả? Leo đầu tao là ngồi. Rồi đây cúi xuống tao ngồi. Ngồi hả? Bắn mày bây giờ nè. Bắn đi, súng giả. Dạ hả? Tao hai súng nè. Hai súng giả hết, súng thợ mộc làm. Thôi, nín đây. Ra tuốt sao ngồi mày? Sao thấy? Muốn thấy hả? Xuống đất ngồi. Ê, đừng khi dễ, dầu gì cũng hầu cận cậu hai à nghe. Tưởng gì hầu cận cậu hai, cửa con. Đây nè, hầu cận ba cậu hai, cửa cha. Chúc cậu hai ra rồi mày giỏi mày nói vậy đi. Cái gì vậy? Xe ngược chiều hả? Cậu hai đến. Ôi, ngồi đẹp trai ngồi ơi. Dạ mời cậu hai ngồi. Cậu hai ngồi đi cậu hai. Ai cho phép mày ngồi ngăn hẳn cậu hai mày? Chú Le. Dạ. Tôi cho anh Chích ngồi với tôi mà. Quê quá. Quê thiệt nha mày. Không có cậu hai một cái bùm là mày tiêu luôn nha mày. Nửa hầm nữa. Cậu hai, sao cậu hai buồn quá vậy cậu hai? Chúc cậu hai coi hát cũng đỡ buồn lắm. Tôi nghe họ nói cô đào hai xuân, đào chánh của cánh tầm xuân đẹp và hát hay lắm. Cậu hai coi, cậu hai mê cổ liền á. Hát sướng mà mê cái nỗi gì không biết nữa. Hay để tôi mời cô Thanh ra đây nói chuyện cậu hai nghe. Thôi,
tôi đang bực mình cô ta trỏng cho nên tôi mới ra đây đây nè. Sao gì cậu hai cũng bực mình, cậu hai cũng chán hết trơn. Coi chừng cậu hai bị thần kinh lạng quạng nè. Không có thần kinh lạng quạng gì hết trơn á. Tôi chán là gì, tôi chẳng có yêu thành như anh đã tưởng. Mà ba tôi cứ ép uống, buộc tôi nhận lời làm rể chỗ giàu sang để ba tôi ăn diện với họ hàng. Cậu hai ơi, tri phủ mà kết xui gia với hội đồng thì còn gì mà cậu trai của ông. Cậu không yêu cô Thanh vì nết na đức hạnh, hay là cậu chán cái cảnh sống giàu sang? Chứ cậu với cô Thanh đã học chung một đường, lẽ nào cậu quên kỷ niệm thời xuân? Cô Thanh á, tuy học giỏi lại giàu, nhưng mà tính tình cô ta rất là kiêu căng. Thì cũng có nguyên nhân nào chứ cậu hai ha. Gì? Này thổ quậy. Ông bà lớn lên. Ba tôi tới kìa. Sao chưa hát vậy Lê? Dạ, dạ bẩm quan lớn, hồi nãy đương hát nửa chừng, không biết tự nhiên sao cha bầu cháu biểu kéo ngưng màn lại rồi ngưng hát à. Kêu ông bầu ra đây coi. Ông bầu ra biểu. Bầu đâu? Gì phá hoài vậy cha? Hả hả? Ngó mày kia kìa, coi ai bển đất lá. Ai đây? Dạ vua. Hả? Dạ bầu. Bầu hả bầu? Dạ. Sao chưa hát vậy bầu? Dạ bẩm quan lớn, hồi nãy được lệnh quan lớn biểu hát cho dân chúng coi. Tụi tôi hát tới lớp Lưu Kim Đính phá dầu dây cửa ải thứ ba. Nghỉ giải dạ, lao, nghỉ giải lao. Dạ hâm hải chú trai đây, chú biểu. Hả mà, ngưng hát, chờ quan lớn tới hát lại từ đầu. Sao lạ vậy? Chú nói lệnh của chú. Nè. Dạ. Sao ta ra lệnh hát mày ra lệnh ngưng? Dạ bẩm quan lớn. Vậy là mày ngon hơn tao rồi. Cha bầu này tâm thần quá. Mà này bầu à. Dạ. Hát tới đó là gần giảng tuồng rồi. Dạ. Thôi hát tiếp theo có chỗ Lưu Kim Đính đến cửa bắt gặp chồng đi. Dạ cảm ơn hoàng lớn. Nè làm gì vậy? Dạ vua. Vua ha? Dạ nghèo vậy chứ tướng vua. Ở đâu để quan coi thử coi. Dạ. Vua ha. Mão râu áo. Ủa sao lạ vậy nè? Dạ sao? Vua sao mang guốc? Dạ bẩm quan lớn, danh hát nghèo quá. Đôi hia cũ rách. Không có tiền mua đôi hia mới. Dạ mà mua góp ta không bán. Vậy hả? Dạ. Thôi ráng hát cho hay đi rồi quan thưởng cho. Dạ cảm ơn quan lớn. Ngày mai nhớ đến nhà quan, quan cho đôi post tiền. Dạ. Dạ tiện đây tôi xin thay mặt cho tàn ban gánh hát Phầm Sưng kính chúc ông bà lớn được ba niên giai lão. Vạn sự như ý sở cầu. Thỉnh nguyện. Tần bao bì nói chuyện thiếu dân chương hết trơn á. Dạ thỉnh nguyện. Hát mẹ đi. Ơi mở màn hát tiếp đi. Ba, ba ơi, quan phủ tới rồi hả ba? Rồi bây giờ mình có hát lại từ đầu không ba? Không, quan phủ biểu hát tiếp. Hát tiếp lớp nào ba? Lớp phá tứ môn á. Vậy hả ba? À nè. Dạ. Mấy lớp đầu còn hát hay lắm nha. Dạ. Bây giờ có ông phủ, bà phủ, cậu hai rồi kia, quan khách còn hát, ráng hát cho hay nữa nha. Dạ ba, ba cứ ghẹo con hoài à. Anh em ơi, chuẩn bị hát tiếp đi. Dục tuấn mã sông pha ra chốn xa trường, dải giá thành Thọ Châu. Cho biết tài Lưu gia Kim Đính, chỗ thần quái dẹp giặc Nam Á đường.
lập tức khai thành để cho ta tìm quân bào. Ông bầu, ông bầu làm giống ăn trộm quá. À, đừng giỡn anh, để cho ta hát chứ. Này Hiền Khanh, dạ. Chẳng phải ta dở trò dối gạt, cao ngự sanh không phải bạc tình, nhưng thật ra ta chưa dám khai thành vì trại cửa bắc của Dương Hồng Trân Dư. Canh mau khá đến lui loài tặc tử, ta sẽ rước ràng vào họp mặt với ngự sanh. Tàu quân Dương thiếp đã phá giặt mấy cửa thành, giờ đây sức tàn lực kiệt, ngựa hết cỏ, người hết lương, chân tay rũ riệng, giữa trận tiền đâu còn sức để xông pha. Ta tin Hiền Khanh chẳng quý gian tà, nhưng giặc còn đó khai thành không tiện, Khanh mau khá trở lại cùng Dư Hồng giao chiến. Lệnh truyền mau dục trong tiên binh, dục trong tiên binh. Quan cứu, quan cứu. Giang bên tài tiếng trong quân vừa reo, báo hiếu chăng cho lòng thiếp thần dương mang khổ đau. Thôi thôi hết mong rồi, duyên tình đôi lứa cơ sẽ sao lắm trun à chuyện. Gió đâu đến lạnh kiệt, sanh tử vẫn không sờn. Âu là xách đại đao xông lướt xa trường, đến trung ương trận cùng Dư Hồng giao chiến. We'll be right back.
liền lập tức khai thành, cho hai trẻ cùng nhau họp mặt. Kim Đính ơi xin nàng tin lại, có anh là Cao Lan, trên hoàng gia đã sắc ban cho ta kết mối lương duyên. Thôi xin đừng yêu em, chàng không thương tiếc đâu. Thương mà, thương mà sao, nghe tiếp sang đây mà chẳng tiếp chẳng nên. Ta xin nàng lưu nương, đừng giận nhau mất vui. Giận làm chi, xa cách nhau bao lâu, ta nhớ ta thương ai thế. Không nghe, xin lỗi em. Tuy ghét ghê nhà, tội anh mà hiền thế, anh phải lâu dòng tình. Xin nàng đừng nên nghĩ quan cho anh, giờ đó quên em. Không có quên đâu mà, trời ơi vẫn hoài hè. Xin nàng chớ nên nói lời trách quán chi, ai thề chớ nên giận hờn ai nào ta phụ tình. Xin thầy trời cao chứng giám, yêu nàng chỉ yêu một người, nếu ta phán bội dông tình thì là trời chẳng dung thứ tha cho màn hà này. Sao nàng tin ta chưa hả? Không tin. Không tin em, không tin ta tự giận ta chết. Ta chết trước mặt cho nàng xem nè. Chết à, cái quạt mà chết cái gì? Cậu hai để người ta hát mà. À, cái quạt mà chết cái gì không biết nữa rồi ha. Dạ bẩm quan lớn, dạ giảng rồi. Ừ, hay quá. Dạ. Yeah. Ông bầu đâu rồi? Ông bầu ơi, ra lãnh bầu. Tiền. Ha, nghe tiền cái lẹ dữ ha. Yeah. Ủa. Bầu đây ha. Dạ bầu. À, dạ bây giờ cõi lốt rồi. À, hồi nãy vua rồi bây giờ dân. Hát hay lắm. Yeah. Đây quan thưởng cho. Dạ, cảm ơn quan. Ừ, nè, nhớ lo cho đào kép ăn uống đầy đủ đó nghe. Dạ. Hoàng thi ốm lắm đó.
Dạ, tại lúc này trời mưa, tôi cho tụi nó ăn cháo cốc không. Vậy ha, dạ. Thôi, bữa nay cho ăn cơm bữa nghe. Dạ. Nè, nhớ mua hia mang, dạ. Vua mà mang guốc coi kỳ lắm. Dạ, nhiều tiền để không biết đủ mua đồ hia không? Sao không đủ, quan cho là đủ mà. Dạ. Ừ. Thôi, quan về. Dạ, cảm về ơn. Bà. Le. Dạ. Về. Thấy ông bầu nghèo, thấy thương quá. Dạ. Chia chút đỉnh được không? Gì? Đồ ăn hối lộ hả? Tụi mét. Thôi lớn rồi cho bạn nhỏ hỏi cái mét, hỏi cái mét. Cậu hai. Trời ơi, cậu hai lẹ quá. Em theo cậu hai gần chết luôn vậy đó. Chết rồi. Dạ. Hát hay quá ha. Hay cậu hai ha. Đó giờ tôi mới thấy đó. Dạ. Cậu hai Xuân hát hay ghê phải không cậu hai ha? Rồi hát như vậy đó. Mỗi đêm đủ sống không? Dạ không biết nữa, chắc cũng khổ lắm mà cậu hai. Có nhiều khi không có tiền đi chợ nữa đó. Thôi cậu hai mình về cậu hai nha. Về nghỉ cậu hai. Chết à? Dạ. Nè bây giờ anh cầm tiền này nè, anh cho anh em thấy dòng cảnh nè. Dạ 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 dạ. Cho anh em uống cà phê. Dạ dạ. Thuốc hút. Dạ dạ. À anh Chết ơi. Dạ. Còn số tiền này ha. Dạ. Anh nói tôi cho cô Đào đóng vai Lưu Kim Đính hồi nãy nha. Dạ dạ cô Xuân. Dạ dạ. Nè nè mấy em ơi. Cậu hai gửi tiền uống cà phê nè nghe. Dạ. Còn cái này của cái kia. Bãi ơi, Vinh ông phủ lớn quá ha Bãi ha. Tao mà ở đây thêm chừng một tháng nữa tao mập thêm nữa cho mày coi nghe. Chắc kỳ này tao lấy chồng tao ở đây tao làm ăn luôn chứ tao không có đi hát nữa đâu Bãi ơi. Dạ. Dạ xin lỗi cậu. Cậu có phải là cậu hai con của quan phủ không à? Dạ phải à. Hèn chi, nhìn thấy cậu cái em biết liền à. Dáng đi tướng đứng của cậu đó nghe, nó xoan, thiệt là xoan vậy đó. Dạ cô quá khen à. Dạ thưa cậu hai, hình như là cậu đang đợi ai trong gánh hát phải không cậu hai? Tôi đang đợi người nhà của tôi. Dạ nếu cậu có đợi ai thì để em vô em kêu dùm cho nghe cậu hai. Dạ cảm ơn cô. Khi nào cần tôi sẽ nhờ đến cô. Dạ cậu hai ơi, mà cậu có muốn làm quen với ai trong gánh hát không cậu hai? Dạ nếu cậu muốn thì để em giới thiệu dùm cho nghe cậu hai. Dạ cảm ơn cô ạ. Dạ xin phép cậu hai em đi vô nghỉ ạ. Dạ chào cô. Dạ cậu hai, hồi nãy cậu hai có coi hát không cậu hai? Hồi nãy tôi có xem hát. Hồi nãy cô có hát không? Dạ thưa có. Hồi nãy cô hát cô đóng vai gì? Dạ hồi nãy em đóng vai Lưu Kim Đính đó cậu hai. Hả? Cô đóng vai Lưu Kim Đính? Ủa tôi nhớ là... Dạ không phải. Đáng lẽ vai Lưu Kim Đính là của em đóng đó chứ. Nhưng mà tại vì bữa nay có quan phủ coi, cho nên em nhường cái vai Lưu Kim Đính lại cho con bầu nó đóng. Em nhảy xuống em làm quân đó chứ. À hồi nãy cô đóng vai quân hả? Dạ. À cô ơi, cô đóng vai Lưu Kim Đính hồi nãy đó, cổ tên gì vậy cô? Dạ nó tên Xuân đó cậu hai. Tên Xuân. Cổ có chồng con gì chưa? Dạ nó chưa có chồng, mà em cũng chưa có chồng nữa. Cậu hai biết không, cũng nhờ cái vai tuồng đó đó mà em đi tới đâu em cũng được khán giả thương hết trơn á. Cậu hai biết không, có biết bao nhiêu cậu công tử muốn xin cưới em mà em chưa có chịu đó chứ. À cô à, cô với cô Xuân đó, ai là đầu chánh của đoàn này? Dạ thưa em là đầu chánh đó chứ. Cô là đầu chánh? Dạ nó hát đâu có lợi em đâu, nhưng mà tại vì nó ỷ nó con của bầu, rồi nó có nhan sắc, rồi nó làm phách dữ lắm á. Cậu hai đừng có làm quen với con nhỏ đó nghe cậu hai. Sao vậy cô? Đàn bà con gái gì mà lẳng lơ chắc nết dễ sợ gì đó. Đàn ông con trai chưa có kịp làm quen với nó cái nó áp tối cái nó làm quen với người ta vậy đó cậu hai. Cậu hai thấy không? Em cũng đào hát như nó vậy đó mà em có nết có na dễ sợ. Cô với cô Xuân đó, ai hát hay hơn? Dạ thưa em hát hay hơn chứ. Nó hát không có lợi em đâu, nó mà hát chung với em hả kể như là mười với một vậy đó. Nhưng mà tại vì nó ỷ nó con của bầu, rồi cái ém tuồng em đâu có cho em hát đào chánh cô hai, cứ cho làm quân không à. Đợi chừng nào nó đau nó bệnh nó mới nhảy lên hát đào chánh được. Bởi vì em trù em rủa biết bao nhiêu cho nó bệnh nặng lên hát đào chánh mà sao nó không bệnh đó cậu hai. Cậu hai làm ơn coi thử coi em hát cái vai Lưu Kim Đính cô có hơn nữa không cậu hai. Vậy mà nỡ lòng nào ém tuồng em không có cho hát đào chánh. Cậu hai coi giùm em thử nghe cậu hai. Hoàng cư, thôi rồi tứ chi
không đỡ giùm em cậu Hai. Sao cậu Hai không coi em hát vậy cậu Hai? Cô, dường như cô Xuân kìa. Dạ nó đó cậu Hai, nó tên Xuân đó cậu Hai, con của ông bầu đó cậu Hai. Dạ, xin phép cậu Hai em đi vô nghỉ. Dạ. Chào cô. Dạ, chào cô Xuân ạ. Dạ, chào cậu Hai ạ. Hồi nãy tôi có xem cô hát đó. Dạ. Cô hát hay quá à. Cô hát như vậy chắc cô mệt lắm hả cô Xuân? Dạ. Hồi nãy tôi có xem cô hát đó. Phải nói là cô hát xuất sắc à nha. Dạ. Cô hát mỗi đêm vậy chắc cô mệt lắm hả cô? Dạ. Yeah. Ủa sao mệt hoài vậy? Dạ. Cô Xuân à. Phải nói cô hát thật là xuất sắc à nha. Dạ. Dạ. Cô hát mỗi đêm vậy chắc cô mệt lắm hả cô Xuân? Dạ. Ủa sao mệt nữa? Dạ. Cô Xuân à, tôi muốn hỏi thăm sức khỏe của cô và muốn chia sớt cái cực khổ của anh em ở trong gánh hát đó cô. Dạ, cảm ơn cậu Hai à. Dạ. Có gì đâu mà ơn nghĩa cô. Phải nói đêm nay cô diễn thật là xuất sắc à nha. Khiến cho tôi mơ màng liên tưởng như mình đang lạc vào một thế giới thần tiên. Trong đó lúc nào cũng văng vẳng bên tai tôi điệu nhạc du trầm bóng có mạnh lực lôi cuốn tâm hồn và người đẹp ngàn xưa vừa sống dậy ở nơi cô lầm liệt quay phong sông ra giữa gương giáo trần tiền không bi lụy yếu mềm giữa tình trường thiết tha đẹp quy nghi lộng lẫy dưới ánh đèn cô chinh phục dễ dàng cảm tình đặc biệt của người xem riêng tôi đó cô riêng tôi phải nói hôm nay là lần thứ nhất trong đời sau khi vang hát rồi tôi tiếc sẽ ngăn hết sớm mà nhỉ để cho tôi không còn nhìn thấy gian hình một người đủ sức đủ tài đã làm cho lòng tôi xao xuyến. Cảm ơn cậu có lòng cảm ơn nên chẳng tiếc lời khen khi nào có đáng chi một cô đào hát nghèo như em. Cảm tình trong lòng khán giả bốn phương ôi thật là đáng khen thay cô có những ý tưởng khiêm nhường những lời nói dịu hiền không như lời đồn đại trước kia tôi có nhiều thành kiến và khinh khi những người hát ca nay bỗng chốc đã tiêu tan và tôi sẽ nhớ mãi đến cô đó cô à. Dạ cảm ơn cậu Hai, có lẽ mai này em sẽ dọn đi nơi khác nhưng mà em sẽ không bao giờ quên được lòng tốt của cậu Hai đối với riêng em cũng như đối với tất cả các anh chị em trong gánh hát. Dạ đêm đã khuya rồi, xin phép cậu Hai em về để ba. Khoan cô Xuân ơi. Để tôi xin gánh hát cho cô dọn qua bên đình kia đó. Để gánh hát cô hát ở đây cho thật lâu. Cho thật lâu. Để tôi được xem cô Xuân hát mỗi đêm. Vì thú thật với cô Xuân tôi dạ chào cậu. Dạ chào anh ạ. Cô Xuân ơi. Dạ. Ông bầu kêu cô Xuân về nữa nha. Kiếm cái gì ăn đi rồi nghỉ sớm sáng mai còn tập tuồng nữa đó nha. Xíu chút nữa em quên rồi.
Dạ xin phép cô hai em về để ba em chờ. Cô Xuân ơi, rồi chừng nào tôi... Cậu ơi, thôi cậu cũng về cậu nghỉ đi, để anh em tụi tôi nghỉ sớm, sáng mai còn phải tập tuồng mới nữa. À, tôi nhớ rồi, dường như hồi nãy anh đóng vai... cái vai gì anh cầm cái quạt anh đòi tự dẫn nè. Anh ơi, anh ngủ đây ha anh. Cậu kêu tôi hả? Tôi nhớ anh rồi, hồi nãy phải anh đóng vai Cao Quân Bảo không? Dạ tôi đó. Anh ngủ đây có một mình hả? Dạ có một mình thôi à. Không có vợ con gì sao? Dạ nghệ sĩ nghèo quá ai thương mình cậu ơi. Hồi nãy tôi có xem anh hát đó. Dạ. Anh hát hay vậy đó. Dạ cảm ơn cậu. Anh biết hay nhất là cái chỗ nào không? Dạ chỗ nào đó anh cậu? Hát hay nhất là cái chỗ mà anh cầm cái quạt anh đòi tự dẫn đó. Dạ. Ngay chỗ đó đó anh xạo hay ghê vậy đó. Dạ không phải tôi xạo đâu cậu ơi, mà ông bầu ổng dạy sao tôi hát vậy, hát bậy ổng rầy chết. Giả lại trên sân khấu mà mình cũng phải làm thế này làm thế nọ để cho người ta mới bỏ tiền ra, người ta mua vé vào người ta xem chứ cậu. Anh à, tôi muốn hát lại đây đó, tôi muốn làm bạn với anh và cô Xuân. Dạ cảm ơn lòng tốt của cậu đối với anh em nghệ sĩ của chúng tôi, nhưng mà cậu làm bạn với anh em nghệ sĩ chúng tôi người ta cười cậu chết, cũng như cậu không thể nào làm bạn với cô Xuân, bởi hai đàn cách nhân chúng tôi xuất thân là những kẻ lang bạc kỳ hồ, còn cậu chinh chinh thường thường là con quan quyền thế cao sang. Tôi không màng cao sang quyền lực kẻ chức người hầu, tôi chỉ thích sống yên lành giản đơn như một thường dân. Ngồi xem các anh các chị diễn mỗi đêm như thế này tôi xót xa quá anh. Dạ, cảm ơn cậu. Mang kiếp tầm phục vụ cho người ta mà suốt đời chịu mang tiếng dèm pha, gian nan cơ cực không cất đầu lên được. Dạ cảm ơn cậu đã quan tâm mấy lời tán tụng, dạ chỉ để làm vui bụng thôi cậu à. Anh à. Dạ. Tôi không nói suông đâu. Dạ. Tôi tính như vậy nha. Dạ cậu tính thì không bằng thành kiến của xã hội tính đâu. Người ta đã liệt chúng tôi vào cái loại rong rêu của cuộc đời mà sướng ca vô loại rài đó mai đây gạo chở nước sông mà. Cậu mà làm bạn với chúng tôi thiên hạ ta cười cậu chết đi cậu hai ơi. Anh à, không ai cười tôi cả. Dạ. Tôi tính như vậy nha. Dạ. Mỗi đêm đó. Dạ. Tôi sẽ có mặt đến xem đoàn anh hát. Dạ. Dạ hân hạnh quá, có cậu rồi tụi tôi chắc là phải hát hăng say hơn nữa. Đến xem ủng hộ đoàn nghèo mà. Dạ dạ. Thôi xin phép cậu nghe, thôi cậu về nghỉ đi để chúng tôi nghỉ sáng mai còn phải tập tuồng nữa nghe cậu ha. Thôi anh ngủ ngon. Dạ cảm ơn cậu. Chào anh. Dạ chào cậu. Với em đứng tim chết cậu ơi. Sao? Dạ xong gặp rồi. Gặp chưa? Dạ gặp rồi. Rồi sao? Dạ hát rồi. Em có cho cô Xuân hay rồi. Cô Xuân ra gặp cậu hai liền bây giờ. Vậy hả? Dạ. Anh Chí đây. Dạ. Bây giờ nè. Anh xuống xuồng anh ngồi. Anh đợi tôi đi. Xuống xuồng? Gì vậy? Sợ ma lắm cậu ơi. Sao nãy anh đi mình anh không sợ ma? Trời ơi đi mình ngoài đường không có ma. Chứ dưới xuồng có ma á. Bữa hổm em ngủ nữa. Cái tự nhiên nó có tay rờ rờ cái chân em à. Nó rờ lên tới cái túi tự nhiên nó ngưng lại à cậu. Cậu biết làm sao vậy không? Sao? Bởi vì trong túi của em nó có tiền. Làm như trong túi có tiền ma nó sợ á cậu ơi. Rồi. Thôi tôi biết ý anh rồi. Nha. Tiền nè. Cậu hai nói vậy chứ em đâu có dám làm tiền cậu hai đâu. Chị ông hai cho em ráng anh nhận cho cậu hai vui vậy thôi. Ý có tiền ma nó cũng sợ mình lắm đó cậu. Nè, hai anh chị đây. Dạ. Anh coi chừng giùm ba tôi nha. Dạ. Có gì anh chạy lại cho tôi hay liền nha. Dạ rồi ngon lành. Nè, dạ. Anh nhớ là đừng có ngủ quên nữa nghe. Không có đâu, có tiền thức dữ lắm.
Xuân. Dạ. Tôi sợ cô không tới ghê vậy. Cô Xuân, tôi đợi cô lâu lắm rồi đó cô Xuân à. Cô Hai, gần giảng hát em mới nghe cậu Hai hẹn ra đây. Bộ có chuyện gì quan trọng lắm hả cậu? Không có chuyện gì quan trọng hết á. Mà tôi muốn gặp cô trước giờ ly biệt cô Xuân à. Ly biệt? Cậu nhắc đến hai chữ biệt ly sao? Em buồn quá à. Rồi đây kẻ ở, nhìn mãi bóng người đi. Nhưng rồi cũng phải cam đành với số phận thôi cậu Hai à. Cô Xuân, cô là một cô đào hát nghèo trôi nổi khắp muôn nơi. Cô đã đem lời ca tiếng hát cho người ta dài sầu. Trong khi đó thì lòng cô lại chất chứa một ẩn tình sâu kín. Còn tôi thì, cô Xuân ơi, dù mai này cô không còn hát nơi đây nữa, nhưng hình ảnh đáng yêu lòng tôi còn lưu luyến mãi, nhớ đến hình ảnh Lưu Kim Đinh.
dài. Ngàn cái trăm đắng khổ đau, xin cho tôi kết bạn đồng hành bên cô che chở cho nhau. Cậu hai ơi, đời nghệ sĩ dài đó mai đây cầu sương quang gió, chỉ biết đem lời ca thiên hát gửi vào tình thương muôn vàn tâm chân tình. Có biết ra sao mà quyết định cuộc đời mình, xin cậu hai hãy quên đi mối tình vừa tao ngộ, trở về với nề nếp gia phong. Đừng lao mình vào các bụi phong sương, vì nghiệp cầm ca là kiếp tầm không dứt nợ. Phân xuân chỉ đẹp khi ánh đèn rực rỡ, sự thật sẽ phơi bày khi kiếp cánh màn nhung mơ. Xuân nói cũng phải, nhưng sau thời gian quen biết, tôi yêu Xuân qua người thiếu nữ dịu hiền khả ái, chứ đâu phải tôi yêu Xuân một lưu kim đính như ánh đèn sân khấu đâu Xuân. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã tỏ chút lòng tri ngộ. Nhân đời một cô đào hát nghèo, đâu thể trao tình với quân quan tri phủ giàu sang. Để vị quy quyền là hố thầm cắt ngăn, ta không thể vượt qua để xây đời hạnh phúc. Chúc nghĩa chi lan xin đừng làm dân đồ, hãy giữ chút kỷ niệm buồn chờ năm tháng phôi pha. Cầm bằng như nước tôi dòng là gặp gỡ nhau rồi là để cách xa. Thôi đừng lưu luyến thêm đau, mình câu tâm sự mình câu đoán trường. Xuân, Xuân ơi, xin em đừng thốt lên những lời chua xót chu đau lòng kẻ ở người đi. Xuân ơi, phút biệt ly đêm nay có phải chăng là đoạn kết của mối tình vừa chốn nở, để niềm đau thương dài xuống mãi trong tâm hồn. Tại sao ta không là đôi chim trên cành đùm bọc nhau khi mưa gió? Tại sao ta không là đôi bạn tâm giao từ thuở nhỏ sống trong cảnh giàu sang? Mà xưng xa chi một cô đào hát nghèo và một con quan tri phủ đi quyền quy địa vị cách chia hai đời hai kiếp sống. Ơi sáng mai đây khi gà gái rổ đầu thôn, em sẽ xuôi thuyền đi nơi khác. Có một kẻ ra trước thèm ba hương mắt, nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy đưa tiếng người đi mà giang tay ôm cô hoành vào lòng. Xuân, em đừng từ chối lòng tốt của anh. Em hãy cất tạm số tiền này đi, anh về thu xếp xong đó, anh sẽ đến cùng em chung sống với em qua bước đường gian khổ. Cô hai, nếu cô hai bảo em phải đợi chờ cho đến ngày tàn hơi thở thì em vẫn hãnh diện mà bền lòng chờ đợi, còn ngửa tay nhận lãnh số tiền này, dù rằng với tấm lòng thành thật em cũng không thể nào nhận được đâu. Cô hai cất tiền đi. Dạ quan lớn, bà lớn ra đây mà coi, tao chứng ràng ràng bằng xương bằng thịt, và con có nói dối đâu. Chết rồi,
trời. Nhưng mà cô chắc chắn là cô nói ở đây phải không? Dạ, cô thấy rõ ràng không? Ông ơi, ai? Theo tôi nè, rõ đây nè. Bà đi trước đi bà. Dạ, đó, đó. Con thấy rõ ràng, đứng núp ở trong gốc dừa này nè. Đứng núp ở gốc dừa dạ, đó, đó, đó. Với lại con cũng có ác ý với ai hết đó. Bởi vì con thấy ông bà lớn thương nghệ sĩ bao vàng gánh hát về đây cho ăn cho ở. Bởi vậy con tự thấy có bổn phận là phải bẩm báo lên ông bà lớn tất cả mọi sự thật. Nó làm tổn thương đến đại gia đình ông bà lớn. Tốt lắm, để rồi quan sẽ thưởng riêng cho. Dạ đợi ơn quan. Bây giờ con đứng ở đây chờ ông bà chút xíu nha con. Dạ. Tuấn. Trời đất ơi, đội cái hơi của ông kêu không mà nó sợ nó đâu có dám ra. Bây giờ ông thương tôi, ông đứng qua một bên đi, để tôi kêu con nó về, nghe không? Tuấn à, Tuấn, Tuấn. Má ơi, má nói với ba là không có con đây má. Trời ơi, làm sao má dám nói được con? Ra đây má biểu coi. Trời má ơi, Tuấn ơi, là Tuấn ơi, con giết má rồi Tuấn ơi. Hết chỗ con dao du hay sao? Một con dao du với cái phường sướng ca vô loại xong rài đó mà má. Không cửa không nhà. Nó đã chẳng những không cửa không nhà mà còn không có một đồng xu dính túi, còn ngủ đình ngủ chợ nữa. Nè cô, cô đừng quên rằng cô cũng đi hát nghe chưa. Cô nói như vậy là cô tự mắng mình sao? Biết mình là cái thứ gì mới là con người can đảm. Dám tự mắng mình là một cách xử thế khôn ngoan, khỏi đợi người khác mắng. Dạ đợi ơn quan à. Tuấn nè, má đã lo cho con nơi môn đăng hộ đối, để con về con làm rể ông hội đồng. Người ta có đất có điền, có cơ ngơi, có vàng khôi bạc khôi, còn gia đình mình có chức có quyền, ai bên môn đăng hộ đối. Nhưng mà con không có thương má. Đất mà tao đâu cần mày thương, mà chỉ cần đám cưới. Con gái ông hội đồng về làm dâu quan phủ. Đám cưới của cậu hai với cô Thanh nó nhất định phải rình rang nhất dùng đó. Còn chớ quá u mê, cái nghề ca hát nó vốn thấp hèn. Má đừng nói vậy mà má. Má hiểu mày đến chưa? Nghề ca hát vốn thấp hèn, nó bát nháo nó răng nhăn. Con mà dẫn thân vào là cầm chắc con cái sổ thân mà. Đi hát ca để làm đẹp làm vui cuộc đời, chứ không có nghề nào gọi là thấp cao. Mày đừng có nói bướng. Tao cho mày ăn học, mày ăn học được cái gì? Thưa ba, trong những điều con học có câu nhất nghệ tinh nhất thân dinh ba. Trả hết tiền của tao mày. Má ơi, con đây. Ôi trời ơi. Má ơi, mà con sao không ba? Sao cái gì? Dập cái gớm tôi rồi. Trời ơi, Tuấn ơi là Tuấn ơi. Tao té xuống đây, tao đứt gân máu, tao chết là tao bỏ cha con mày mồ côi nha mày. Mà nói cái gì? Dạ, xin lỗi ông, tôi kêu ông bằng mày. Nghề gì thì còn dinh, chứ cái nghề hát ha, chỉ có nước đi ăn mài. Mày không nghe người ta nói, ăn mài là tổ nghề hát sao mày? Dạ, thưa quan lớn, nếu người ta viết cuộc đời đi hát của chúng con là một thứ ăn mài, thì chúng con cũng chỉ ăn mài bằng lời ca tiếng hát, bằng hơi sức, từ trái tim, từ buồng phổi của chúng con. Chứ chúng con không hề đi ăn cướp, ăn trộm, hay là ăn bớt, ăn xới bất cứ thứ gì của ai hết á. Trời đất ơi, sao chị dám lý sự tài đâu với quan lớn vậy chứ? Đó là nó tự tuyên án cho cái cánh hát tầm xuân này. Lè, dạ, mày nghe tao ra lệnh nè. Ngày tối hôm nay, cánh hát tầm xuân phải dọn ra khỏi phủ này. Ngày tối hôm nay giờ bẩm quan lớn gấp quá, con sợ nó dọn. Mày nói cái gì? Mày nói làm sao? Dạ sao không? Ừ hậu. Mày không biết làm cái gì hết trơn trời hả? Mày bưng hết trơn hết trọi cái gánh hát của nó mà nghe mày trút xuống sông cho tao. Dạ cái hát nặng lắm à. Đi liền. Ừ hậu, tao không muốn nghe tiếng trống tiếng đàn, tao cũng không muốn nhìn thấy cái bản mặt bôi son tét phấn này nữa, bụi hết. Dạ bẩm quan lớn, và còn con. Còn cô khá lắm. Nhưng mà cô là đào hát thì cô cũng phải đi theo gánh hát thôi. Đây, tiền thưởng, quan hứa hồi nãy, xong hết nợ. Nè, cô về cô nhớ nói lại thằng cha bầu đó. Ông biểu phải dọn, dọn liền, nếu không nằm khám cả lũ. Đi về bà. Còn thằng Tuấn nữa. Thôi, đừng kêu nữa. Để tôi kêu nó về. Trời ơi, la hoài. La nữa, cái gì la hoài hả?
Nó mà trốn theo gánh hát hao rồi sao? Thì bà đi theo thằng cha bầu luôn đi. Trời ơi, bữa nay ông ăn nói cái gì mà kỳ cục vậy Tuấn? Dạ. Nghe ba con nói gì không con? Dạ con nghe rất rõ mà. Nghe rất rõ mà nghe làm sao? Dạ ba nói có lý mà. Trời Phật ơi, hết biết rồi. Mày á nghe, nè mày giống cha mày hồi nhỏ nghe, dạy gái không ai bằng là mày nghe chưa? Đi về. Mà tao biểu đi về là về. Ba mày khó tánh lắm. Ông mà ông tới đây ông thấy mày đây nha, ông quậy phá cái nát của tao có làm ăn được đó. Mà thương mà, má cho con tạm biệt mối tình đầu chút đi má. Trời đất ơi, bữa nay con can đảm dám nói trước mặt má là vậy hay sao con? Má thương con mà má. Trời ơi con thương quá lắm mà. Phải không con? Trời ơi con thương má mà má cũng thương con. Trời đừng hại tao nữa mày ơi. Má cho con tạm biệt mối tình vừa chớm nở. Gì? Mối tình vừa chớm nở hả? Dạ. Mày chớm nở là tao tối tàn. Mày lan tràn là cuộc đời tao tan nát. Đi về. Má à, bây giờ má về trước đi. Má cho con ở lại đây nói chuyện chừng 2 câu thôi rồi con về sau má. Nói chuyện 2 câu thôi hả con? Dạ. Đừng nói 3 câu là chết má nghe con. Trời Phật ơi, má mới về má đậu chết với bà hội đồng. Má hẹn với má mà má tới giờ này má chưa có tới. Thôi chết rồi, thôi để má về nghe con. Dạ. Nè Tuấn nè, con về nghe con. Con mà không về nghe, má theo cháu bầu là cuộc đời má tan nát nghe con. Đuổi rồi đó, chứ vừa lòng chị. Đời đi hát mà, bữa nay mình không đi thì mai mốt mình cũng phải dọn đi thôi. Mình đâu có thể nào hát hoài một chỗ được. Chuyện đâu có gì đâu, sao chị lại trách tôi? Nhưng mà ở đây có người ta bao vàng, lãnh lương đổ no ngày nào hay ngày nấy. Rồi bây giờ cũng tại chị đó, vừa lòng chưa? Cô à, sao cô nhiều chuyện quá vậy? Đi hát người ta phải hiền từ, nhỏ nhẹ dễ thương mới lên đầu chánh nổi. Bởi vậy cô làm quân hoài phải mà. Phải rồi, nhờ cô Xuân đó cho nên cô vừa được một số tiền trọng thưởng bằng đôi 3 tháng lương. Cô chưa vừa bụng của cô sao? Cậu hai à, cậu cũng biết là em ham thứ khác chứ em đâu có ham tiền cậu hai. Xuân, em cho anh xin lỗi nghe Xuân. Cậu có lỗi gì đâu. Vì anh mà gánh hát em phải chịu phiền lụy. Em đã nói đời đi hát mà, chuyện có đáng gì đâu mà cậu phải bâng khuâng. Xuân, anh muốn em đừng lo ngại mà hãy đặt trọn niềm tin tưởng nơi anh. Cậu an ủi như vậy nhưng em linh cảm chuyện yêu đương sẽ là giấc mộng không thành không. Xuân ơi, tình của anh không mơ hồ ao anh. Anh sẽ vượt qua mọi chông gai trở lực để cưới cho được em làm vợ và cùng em nói chuyện thủy chung. Anh chỉ ngại trong khoảng thời gian tạm biệt, anh không biết gửi về đâu niềm thương nỗi nhớ. Rồi đây gió lạnh canh khuya một mình em thơ thần trưa sông reo. Trơ trọi một mình càng nhiều giờ nhớ thương. Tóc sầu lắm Thank you.
chân. Cô hai ơi, đời sống linh linh nước sông gạo chờ. Em đâu dám ước mơ chờ đợi được cậu yêu thương là em đã vui rồi. Xuân ơi, kiếp cầm ca nhiều ánh nắng dễ say lòng khách tri âm. Anh mong dù dáng dặm xa xôi cậu hai ơi, cậu hai chết rồi. Ông tới. Trời ơi, tới hồi nãy giờ rồi. Ủa vậy hả? Rồi gì nữa đây? Nãy gió mát ngủ quên. Tại gió. Rồi bây giờ sao? Dạ ông tới. Bây giờ nè, dạ. Anh tìm cách đưa ba tôi đi ngõ khác đi. Hướng dẫn ông đi ngõ khác hả? Ừ. Cậu hai yên tâm, em lo vụ này, tin tưởng nơi em. Nhưng mà cậu hai nói chuyện lẹ lẹ rồi về liền hả cậu hai? Sướng à. Dạ. Gánh hát là dọn đồ xong rồi, sắp lui ghe con. Bây giờ mình đi hả ba? Ừ, đi. Sương. Phong nhà một ông quan phố, mày không muốn làm anh công tử thông dân, tao sẽ cho mày làm một thằng tù. Nè, dạ, đem nó về nhốt ở trong phòng kín á, ăn uống tại chỗ, mọi thứ đều tại chỗ,
cấm không được bước chân ra ngoài. Dạ bẩm quan lớn, nếu cậu hai không chịu ở tại chỗ mà cậu hai giọt ra ngoài, con phải làm sao? Mày vô mày nằm tù thế nó. Trời ơi, về cậu hai ơi, cậu hai mà không về là tàn đời em luôn đó cậu hai. Đi, nghe lời ông về đi cậu hai. Phải như vậy chứ, thằng già đồng bạc này lẽ nào đi thua một thằng con nít. Ngon lành rồi cậu hai. Em thấy thằng Le nó dẫn ông đi ngõ này nè cậu hai. Em là bộ rung 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 cái cây. Ông chỉ vô nói: Le, tụi nó ở đây nè. Cậu hai thấy em hay không? Không có ai dám gạt ông, chỉ có một mình thằng chích này dám gạt. Thôi về cậu hai, về chứ để ông biết em gạt ông là chết rồi. Rồi. Không muốn làm một anh công tử thông dong, tao sẽ cho mày làm một thằng tù. Thằng tù, thằng tù. Phải, tôi là một thằng tù. Một thằng tù có niệm âm chăng em, có quần là áo lụa, như con chim bị nhốt trong lòng sâu mỏi mòn heo. Nhìn ra ngoài trời mà thấy nhớ nhớ thương ai trôi nỗi phương. Thường hạnh phúc trải duyên
trường. Nhưng tình yêu không thể vì sự vui miệng của người lớn hứa với nhau mà ta thành vợ chồng được. Khi anh vẫn coi lời đính hôn giữa hai bên là chuyện chốt lưỡi đầu môi khi vui miệng. Còn em thì không bằng một con ngá, đi hát đông lấy sông biển làm không. Thanh là một tiểu thơ nhan sắc mặn mà, là một cô gái đài cát trăm anh đang đứng đầu cả huyện. Vậy còn ma lực nào khiến anh quay lưng cuốn cuồng tìm kiếm? Giữa một tương lai sáng sủa rỡ ràng và một cuộc sống hạ tiện chết dơ. Có lẽ tôi đang cần một cái gì bình dị đơn sơ, thoát ra khỏi những trói buộc rườm rà phiền nhiêu. Nghĩa là anh thích khung cảnh lang thang góc đình xó miêu, ngủ chờ ngủ đường sông thất nghi thiếu nương. Dường như là tôi muốn như vậy đó. Mình là những đứa con nhà giàu, lớn lên trong tưng tiêu chiều chuộng, không biết thế nào là đói lạnh rầu lo. Mình không hiểu chút gì về những con người cũng xương máu thịt da như mình, nhưng mà họ bị hiếp đáp hất hủi, làm vui cho thiên hạ mà gặt lấy những trái buồn. À, anh lại học đòi thương giai khóc mướn. Ai dạy anh cái kiểu suy nghĩ của mấy nhà thơ như vậy hả? Con mắt tôi, trái tim tôi, khi nhìn thấy những bạn hát khóc cười trên sân khấu, rồi chứng kiến đời sống gieo neo không tương xứng chút nào với những khoái cảm mà họ mang đến cho người xem. Anh mê đào hát, anh mới đưa cái giá trị nghề hát bốc lên trời, trong khi thực tế nó chỉ là một thứ nghề vô tích sự. Có cũng được, mà không có chẳng chết ai. Thì cũng như xã hội, nhà không có ông phủ, không có ông hội đồng, người ta vẫn sống ung dung, có khi còn dễ thở hơn. Anh bắt đầu ăn nói lộng ngôn rồi đó. Anh coi tôi nhẹ hơn một cô đào hát còn nghe được. Chứ anh đem danh giá cha anh, cha tôi mà đặt ngang hàng với bọn đi hía đội mão thì hơi quá quắt đó. Nó còn biết đặt ngang hàng là mai à. Sức của nó bây giờ nó còn muốn kéo cả cái cánh hát tầm xuân về làm chủ cả cái phủ này. Sẵn có vua quan tước sĩ đủ hết, chỉ cần giống trống khua chiên lên một tiếng là cái guồng mái cai trị này hay ngon lành. Dạ, cái thứ bác mới đến. Bác nghe tin con đến, bác tưởng đâu nó biết điều, nó cải tà quy chánh để mà làm đám cưới cho con. Ai dè. Dạ thưa ba, cho con nói ba. Nín, mày không được quyền nói, mà mày chỉ có quyền nghe. Theo lời tao xếp đặt, con cái nhờ mẹ cha mới nở mặt với người ta. Đừng khờ khạo bê tha, xa vào đường đoá lạc, đời liệt bại thanh danh tàn nát một đời xanh. Phước đức cho người nào được lọt mắt cô thanh, con đâu dám chê đè chối bỏ cuộc hôn nhân. Chỉ sợ nỗi không thương mà phải thành chồng vợ, rồi để lụy cho nhau kẻ khổ người đau. Anh ấy đã khước từ lời hai họ kết giao, nếu kéo cũng bằng thừa, có ích lợi chi đâu. Dạ, thì xin phép bác con về, mọi chuyện tính lại sau. Khoan đã con à, kìa thân. Trời ơi, hư đường hư bột, đại sự thành phật chưa? Thằng khốn, mày thấy chưa? Thứ ba, con với cô Thanh quả tình không duyên nợ. Không, mày phải nghe tao, lấy con Thanh làm vợ, tao định liền nay mai đám cưới cử hành ngay. Con không cưới, con không cưới. Thank you.
xanh ơi bao cánh lá lai. Biết phải tính làm sao bây giờ, cao lang quân báo hiếu chăng cho lòng thiếp thần dương mang khổ đau. Lưu Kim Đinh, Lưu Kim Đinh, bắt được em rồi, bắt được em rồi. Lưu Kim Đính, Lưu... Em trời đất ơi, trời ơi, đầu ra đây vậy nè. Em ném về Lưu Kim Tây rồi. Cậu Hai ơi, tình trạng này kéo dài là cậu Hai bệnh, cậu Hai chết rồi cậu Hai. Thôi bây giờ mình trốn theo Gánh Hát đi cậu Hai. Em tìm em biết Gánh Hát hát ở bên đình kế bên đây nè. Mình đi đi cậu Hai, nghe cậu Hai. Trốn theo Gánh Hát hả? Trốn đi cho ăn thua đi cậu Hai. Sống nổi không? Trời ơi, sống không nổi cũng ráng sống vậy mà cậu Hai khỏi bệnh. Đi cậu Hai. Phan, để mà tôi suy nghĩ một chút coi. Trời, suy nghĩ chi mất thì giờ. Trời ơi, em cho thằng Le nó nhậu xỉn rồi. Bây giờ mình đi đi cậu Hai, để nó tỉnh dậy là chết rồi cậu Hai. Bây giờ đi theo Gánh Hát luôn phải không? Đi theo Gánh Hát luôn. Để chờ tôi lấy bộ đồ hả? Phải lấy tới đó xăm. Đi cậu Hai. Bây giờ đi bằng cách nào? Bây giờ về nha cậu Hai. Bây giờ leo qua cửa sổ rồi trốn đi cậu Hai. Bây giờ em không mới lưng xuống cậu Hai. Leo lưng em phóng qua cửa sổ rồi cậu Hai. Vậy ha? Dạ. Rồi. Ý mà không được. Sao vậy? Cậu Hai leo lên, cậu Hai ra rồi là ai làm sao em lên được? Rồi sao giờ đây em kẹt đây, ông đánh em chết. Thôi bây giờ cậu cổng chích ra trước. Hay, cậu Hai sáng suốt, cậu Hai sáng suốt. Rồi. Ủa, đâu được. Ủa sao vậy? Chích ra trước rồi lát ai cổng cậu ra sao? Trời ơi, chết rồi, bây giờ làm sao bây giờ? Đầu óc làm việc. Cái ghế. Lấy cái ghế, có ghế đều nãy giờ ghế không nói gì hết trơn. Leo lên ghế rồi leo ra cậu Hai. Leo lên. Hả? Dạ. Rồi, cậu Hai leo ra trước đi. Rồi. Trời lẹ đi cậu Hai ơi. Leo nó tỉnh vậy cậu Hai. Cái điệu nó trao nhậu cầu hết biết luôn. Gặp cậu Hai. Cậu Hai, cậu đừng đi cậu Hai. Cậu Hai đi là tàn đời em, cậu Hai thương em. Ở lại với cậu Hai, ở lại. Ủa sao cậu Hai mềm xèo vậy nè? Trời ơi, người đi cái quần ở là